Nam mô, bổn, hà, thích, nà, cà, phân, hây, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu à, Phật hay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay Nam mô Bổn Sư Thích Phần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, kính bạch quý vị sư cô, kính thưa đại chúng. À, chúng ta bắt đầu học tiếp lịch sử của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta đã học xong à, Bác Bát đại nhân giác, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân và từ hồi chiều tới giờ thì chúng tôi có à, livestream trở lại bốn à, bài mà chúng ta đã học về bài kinh Bát Đại Nhân Giác trong bốn bữa à, trong một cái video mà lặp lại hai lần ở trên YouTube à, và ở trên Facebook à, quý vị nào mà à, vắng đó thì chúng ta có thể nghe trở lại. À, chúng ta học tiếp vào à, giữa của mùa an cư thứ 24. Lúc bây giờ thì à, Đức Phật về đến à, Tinh xá Trúc Lâm ở ra kia Đức Phật được thông báo là thượng tọa Vác Kali đang bệnh nặng và rất là mong được gặp Đức Thế Tôn Đức Phật cùng với lại ngài a nan đến để mà thăm bệnh khi Đức Phật tới thì thượng tọa a nan bước vào thấy thượng tọa a nan bước vào thì thượng tọa Vác Kali gắn gượng ngồi dậy và thấy Phật cho nên là vị này cũng muốn đảnh lễ nhưng mà Đức Phật cũng đã ra hiệu cho vị này ngồi lại và vị này đã thưa à, Đức Phật đã hỏi là này vác kali thầy đừng có cố gắng ngồi cứ nằm xuống cho thoải mái như Lai và thầy A Nan ngồi trên mấy cái ghế này được rồi và Đức Phật hỏi về tình trạng sức khỏe vị này bạch Đức Thế tôn à, con bệnh không có được thuyên giảm chút nào và sức khỏe càng ngày càng tệ Con cảm thấy khó chịu à, Trong thân của con chỗ nào cũng đau nhất Thưa quý vị là kể cả người tu lẫn người thế tục à, Khi mà cái bệnh nó đến Thì trên cơ thể của mình vẫn đau nhất, vẫn mệt mỏi Nhưng mà chúng ta nghe cái cách mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho vị này Vượt qua cái cảm thọ về thân à, Rồi Đức Phật hỏi tiếp À, tâm thầy có được an tĩnh hay không thầy có lo lắng ăn hận chuyện gì hay không bạch đức thế tôn con lo lắng và ân hận vì từ lâu con muốn đi thăm đức thế tôn mà chẳng có thể làm được việc đó rất may mà hôm nay được nhìn mặt được đức thế tôn như thế là con đã mãn nguyện lắm rồi có những lần mà chúng tôi đi vào ở trong bệnh viện ấy, à, khi được thân nhân của một người nào đó họ báo tin là thưa thầy mẹ con ba con đã nằm mà rất là lâu ngày ở trong bệnh viện mà không có đi được nhờ thầy tới để mà khai thị dùm cho ba hay mẹ con thì chúng tôi tới và dẫu là nửa đêm chúng tôi cũng đi nữa tại vì chúng tôi nghĩ là cái giây phút đó rất là quan trọng đối với một người sắp mất và nếu như quý vị mà rơi vào trong hoàn cảnh như thế À, khi mà đã vài ba ngày rồi Mà cái người bệnh đó đó Người ta chỉ còn có uh, support của khí thở Hay là của uh, những cái chemical đưa vào thôi Để duy trì mạng căng thôi Chứ thật ra là não của họ nó cũng đã hư hoại rồi Thì lúc bây giờ chúng ta nên uh, mời một vị thầy, vị sư cô nào đó Mà quý vị thấy uh, có thể thể À, tin tưởng về cái khả năng có thể chuyển hóa để mà khai thị cho cái người đó. Tại vì lúc bây giờ đây là do cái sự nấn ná và bám víu của thân và tâm của à, cái người đang bệnh đó. Cho nên là chúng tôi nửa đêm gà gáy gì mà nếu mà gặp những cái trường hợp đó xảy ra là đều đi hết. Và đến đó để làm cái gì? Mình nói cho người ta biết và khai thị cho người ta biết về cái giáo lý vô thường, về những lời Phật dạy. Chúng tôi để ý đó, những người đó mà khi mà tới mà đã khai thị rồi đã tụng kinh rồi là vài tiếng sau người ta đi à mà tôi đi nhẹ nhàng lắm cho nên là cái này là quý vị cũng lưu ý thì ở nơi đây cũng như vậy à, vị thầy này đã mong ước là đã gặp được đức thế tôn nhưng mà không thể đi được cho nên là bây giờ rất là ao ước để muốn gặp này vaskali cần phải thấy mặt nhau mới gọi là được gần nhau sau. Mỗi lúc mà thầy tinh tấn tu học trì giới thanh tịnh là đã có Như Lai like ở bên cạnh rồi. Cái thân ngủ ấm 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này cũng chỉ là vật giả tạm mà thôi. Mình thì mình rất cần phải không? Mình cần cho có tướng tốt rồi thế nọ thế kia cao ráo đẹp đẽ. Nhưng mà đối với lại Đức Thế Tôn thì cái chuyện này là là chuyện phụ thôi không có không có vấn đề gì cả đối với lại cái thân mà 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp nó cũng bệnh nó cũng ốm nó cũng gầy nó cũng hư hao rồi nó cũng chết đi rồi nó cũng tan rã chứ không có phải là cái gì mà quá ư là quan trọng với cái mẫu mã kiểu dáng mà cái cái tướng tốt này thì xin thưa quý vị cũng từng tùy con mắt nữa đôi khi mình đẹp mà nó không cho đẹp giờ đứa kia nó ghét mình rồi là mình có đẹp mấy nữa trong ánh mắt nó cũng chịu thôi với cái dáng dấp mẫu mã hình ảnh này là chỉ là đồ giả tạm mượn nó thôi cái tâm thanh tịnh của thầy và cái tâm thanh tịnh của như lai thì không có ranh giới cho nên là đừng có lấy cái yếu tố khoảng cách để làm ranh giới trong cái tâm niệm mà như như bất động của thầy và của như lai là chung một nguồn cho nên là không phải mình ở gần phật thì mình ở gần chùa mình ở trong chùa thì có nghĩa là mình gần phật mà quý vị ở xa chùa, ở xa Phật thì có nghĩa là quý vị xa Phật thì không đúng. Có nghĩa là tâm chúng ta khi nào mà bợn nhơ nó nổi lên á, thì lúc đó là xa Phật. Mà gần địa ngục, gần ngã quỷ, gần súc sanh, gần cái sự tranh giành đấu đá. Còn khi nào tâm thanh tịnh thì lúc đó là gần Phật. Cho nên gần Phật không phải là cái thân nó gần mà là cái tâm nó gần. Thì làm gì có sự xa cách? Này Uh, Vasca Lee Ai thấy Pháp là thấy ta Ai thấy ta là thấy Pháp Có nghĩa là dẫu cho mình cách Phật lâu xa Đã hai ngàn sáu trăm năm Nhưng mà nếu mà bây giờ đây Mình học được Pháp, mình thấy được Pháp Mình nương nơi giáo Pháp của Đức Như Lai Mà có được cái giá trị an tĩnh Để mà mình chuyển hóa tất cả những khổ đau của mình Thì lúc bây giờ đây cái sự xuất hiện của Đức Như Lai đã ở ngay trước mặt. Còn nếu mà chúng ta ở trước mặt Đức Như Lai, hay là mình ở sau lưng Đức Như Lai, hay là mình ở sát một bên những cái tự viện mà Đức Như Lai ngày xưa nhưng mà chẳng có bao giờ tu tập được hết á, thì lúc đó dẫu là gần nhưng mà lại là xa. Nên nên mình đừng có nghĩ là mình là người quá xa với Đức Phật, quá xa với giáo pháp. Chỉ cần lúc nào tâm niệm của mình cũng thực hành theo những lời của Phật dạy làm hết tất cả những việc lành và tránh hết tất cả những việc dữ thì lúc bấy giờ đây chúng ta và Phật rất là gần nhau Đức Phật hỏi tiếp này Vakali thầy có thấy sắc thân là vô thường không thầy có liếng tiếc không Bạch Đức Thế Tôn con thấy rất rõ sức khỏe của con hiện nay xa suốt từng giờ từng phút cơ thể của con cũng đang hao mòn hỏi diệt từng giờ từng phút cảm thọ tri giác của con cũng lu mờ dần con không luyến tiếc sách thân này vì nó hiện đang làm cho con đau nhất và con cũng không thấy cái gì thật sự là của con cái gì thật sự là con cho nên khi mà chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta đau, chúng ta nằm trên giường bệnh á mới có cơ hội mà quán chiếu điều này. Còn nếu mà quý vị muốn chết cho ngon lành đi ra một cái, cái gì đó nó làm cái âm một cái cái mình chết mất tiêu là lúc bây giờ mình không có đi qua được những giai đoạn này, không kinh qua được. Cho nên cái trạng thái mà chết từ từ đó là một trong những cái yếu tố rất quan trọng để cho mình có thể thể ngộ được giá trị đó. Khi mình có cái đau, mình thấy được cái đau, mình quán chiếu trên cái đau. Thấy thân thể nó giả tạm Thì từ đó mới ly được Mới khởi lên cái lòng mà xả bỏ cái sang tham Còn nếu mà bây giờ Chúng ta chưa Chúng ta vẫn còn đang yêu cái thân này đây Đùng một cái chúng ta chưa quán chiếu được Cái sự ly tham Thì mình vẫn còn tiếc nuối Mình không bỏ được Cho nên là kinh qua những cái giai đoạn như thế này đây Rất là quan trọng Phải thấy được là nó đang hao mòn Phải thấy được nó đang hỏi diệt từng giờ từng phút Phải thấy được những cảm thọ Những tri giác của mình nó như thế nào? Nó có rồi nó mất đi thì sao? Lão lai tài tận, tức là già nó đến rồi á thì cái tài của mình đó, nó hư hao, nó giảm bớt đi. Phải thấy như vậy chứ đừng có dành với mấy đứa nhỏ. Lão lai tài tận mà, càng già rồi đó thì là nó càng yếu ớt đi, cho nên phải nhường phải phải nhường cho mấy đứa nhỏ. đừng có có dành, mình có dành với tuổi nó. Tại vì cái tuổi mà nó sung sức nhất là cái độ khoảng Cái cỡ tuổi à, à 30, 40, 50 là cái tuổi đó là cái tuổi mà mà ngon lành đó. À. Còn cái tuổi mà đã 60, 65 là hết xài rồi 65 nó cho về giường thôi mà Phải không? Đó là cái tuổi đó là cái tuổi mà đi xuống rồi Cho rồi thai rồi Cho về mà an hưởng tuổi già rồi đem đi chôn Đem đi thiêu Không xài được nữa ở cái tuổi đó nên nên là đừng có bao giờ mà cho rằng mình 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 lớn hơn nó, mình già hơn nó, mình ngon hơn nó, rồi mình cứ mình ức hiếp nó rồi lấy cái tư kiến của mình, lấy những cái thứ của mình mình áp đặt cho nó mỗi thời mỗi khác. Và bây giờ cái thời ngày hôm nay các vị thấy đó, hệ hai ba năm là có một cái mới nó ra, 10 năm là đã completely cái mới rồi. Những cái technology bây giờ các vị để ý rồi, cứ hai năm một cái là như có cái mới, 10 năm một cái là nó có một cái gì đó. Hoàn toàn là nó thay đổi hết. Cho nên nếu mà chúng ta cứ giữ hoài cái cũ đó là chúng ta chỉ sống với ký ức thôi. Không ai chơi với mình được hết đó. Tại vì thiên hạ nó đều nó đều đi theo những cái update hết. Mà mình không update là mình chịu không được. Lạc hậu liền. Con không có luyến tiếc cái sắc thân vì nó đang làm cho con đau đớn. Khi mà chúng ta không đau đớn thì chúng ta sẽ luyến tiếc sắc thân. Mà khi mà chúng ta đau đớn thì chúng ta sẽ không luyến tiếc cái sắc thân. Khi mà chúng ta xấu xí Chúng ta già nua, chúng ta hanh hao Thì mình đâu có có luyến tiếc nó làm gì nữa Mà chính vì cái sự không luyến tiếc này á, Mới giúp cho chúng ta đoạn trừ được ái dục Còn khi mà mình còn phơi phới tuổi hoa xuân Thì cái lúc đó mới là cái lúc luyến tiếc á Mình cứ ý mình đó cho nên là phải nhớ cái điều này để mà chúng ta đừng có cầu mong là mình không có kinh qua những cái giai đoạn như thế. Ai người ta cũng muốn là à, sống cho thiệt là dai, sống cho thiệt là dài Nhưng mà đừng có bệnh, không có đâu Mình phải kinh qua Kinh qua cái giai đoạn bệnh đó Để thấy được nó hanh hao như thế nào Mà đừng có bám trụ, đừng có bám víu Phải có một chút để thấy Lành thay Vaskali Vạn vật đều là vô thường Không có tự ngã Nhưng Cái biết vạn vật là vô thường Không có tự ngã là tri kiến của chư Phật. Cho nên nếu mà chúng ta không có được cái tri kiến của chư Phật thì tu hoạn thấy Phật đâu hết. Tại thấy tất cả mọi thứ là thường, thấy mọi thứ tất cả có ngã hết thì sẽ không bao giờ đạt được tri kiến như chư Phật đã đạt được. Tất cả chư Phật đều nói các pháp là vô thường, các pháp là vô ngã. Đó là tri kiến của Phật. Cho nên trên con đường đi tới Phật á thì mình chuyển cái tri kiến của phàm phu của mình thấy tất cả mọi thứ là thường, thấy tất cả mọi thứ là có ngã đó trở thành cái thấy của chư Phật Thấy tất cả mọi thứ nó là vô thường Thấy tất cả mọi thứ nó là vô ngã Vô thường trong từng cung bậc Cái gì cũng vô thường Vạn vật thì chúng ta nhìn xung quanh đây Cái gì cũng vô thường hết Mà nó vô thường không phải là ta làm cho nó nó vô thường đâu Mà tự thân nó đó Cái giá trị vô thường này nó ẩn tàng trong nó đó Nó luôn luôn biến động Nó luôn luôn biến chuyển Không có lúc nào nó nghỉ hết trơn hết. không có lúc nào nó ngừng biến đổi hết cho nên nó luôn luôn biến đổi rồi Cho nên mình nhìn sự vật và hiện tượng này á Mình đừng có nghĩ là nó trường tồn Mình đừng có nghĩ là bây giờ nó dạy rồi Ngày mai nó vậy. Khi nào một người nào đó nói mình chứ Ôi trời ơi sao mà lúc trước thì nói khác Bây giờ nói khác Chuyện bình thường nó vô thường mà Năm trước nói khác mà tại sao bây giờ nói khác Trời ơi năm trước là Một giây một xác Nó đã không phải là nó rồi chứ đừng có nói chi năm trước cho nên cái biết Vạn vật là vô thường, không có tự ngã, đó là tri kiến của Phật. Cho nên nếu mà chúng ta muốn có được tri kiến của Phật thì bây giờ mình phải tập thôi. Phải tập để đạt được tất cả những cái sự nhận thức, những cái thấy, cái này rất là quan trọng. Chúng ta sẽ sẽ học cả một cái phần về cái yếu tố của chánh kiến, chánh tri kiến. Trong bát chánh đạo thì bắt đầu bởi chánh kiến. Nhờ có chánh kiến mà có những cái khác không có chánh kiến mà nó có tà kiến là những cái thứ khác không có phải có chánh kiến trước đó chánh kiến này là con đường để mà chúng ta thấy chân chánh thấy cái gì là cái pháp chân chánh cái pháp rốt ráo viên mãn của chư phật nó như thế nào thì phải có cái giá trị này và ở trong 10 cái căn bản kiết sử phiền não đó là có năm cái thuộc về kiến rồi trong 10 cái căn bản kiết sử phiền não gồm có tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, kiến tà kiến. Trong 10 cái căn bản kiết sử phiền não nó lấy hết năm cái kiến mất tiêu rồi. Thế thì cái kiến phải là quan trọng ghê lắm. Và chúng ta để ý đi, quý vị mà bịt mắt lại là là là, là thua rồi. Những cái gì mà chúng ta hình dung, chúng ta mường tượng ở trong đầu đó, nó đi từ đây đi vô cho nên cái đôi mắt rất là quan trọng và cái thấy rất là quan trọng và cái thấy này không phải là cái thấy bằng đôi mắt nữa mà là, là sự nhận thức sự nhận thức này á cái thức biết này á nó dựa trên tới sáu căn lận cái thấy của con mắt chỉ là một thôi nhưng mà cái thấy của lỗ tai nó gọi là sự nhận biết của lỗ tai gọi là thức của cái lỗ tai nó gọi là nhãn thức nhĩ thức rồi tỷ thức rồi thiệt thức rồi thân thức rồi ý thức Thấy chưa thế thì cái thức đó 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 đó, cái tri kiến đó Yếu tố của nhận thức đó Hiểu biết đó Chứ không phải nó chỉ có một Cho nên cái yếu tố đầu tiên này rất là quan trọng Nó là cái trí bát nhã à, Của chư Phật Là Phật tánh là chân tâm của muôn loài chúng sanh Không bao giờ hội diệt hết Như thế chúng ta đọc lại ha Vạn vật đều là vô thường Không có tự ngã nhưng cái biết vạn vật vô thường không có tự ngã nó là tri kiến của chư Phật, nó là trí Bát Nhã. Như vậy trí Bát Nhã sao nó đơn giản quá hả? Chỉ cần thấy được vô thường là thấy được trí Bát Nhã rồi. Đúng. Thấy được tất cả các pháp nó vô ngã là trí Bát Nhã rồi. Đúng. Thế bây giờ luyện đi. Ai muốn đạt tới cứu cánh viên mãn trí tuệ Bát Nhã đó, hãy thấy và hãy sống với nó. Thấy không không đủ nha. Mình phải chuyển cho nó làm sao đó mà nó trở thành là chất sống của mình á. Nó trở thành một cái sự sinh hoạt với mình mà mình không có phân ly với nó, không có tách biệt mình với lại cái sự nhận thức của mình và những sự hành hoạt của mình. Những điều này không có tách biệt nhau. Sự nhận thức, sự thấy, sự biết và cái sự hành hoạt nó tương dung với nhau, nó tương nhiếp với nhau, nó không mâu thuẫn nhau. Lúc bây giờ đây thì chúng ta sẽ đạt được Muốn chứng được cái chân tâm thường lạc ngã tịnh Thì trước hết phải dứt trừ được chấp ngã chấp pháp nên là khi mà thấy được được tất cả cái 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 không có tự ngã rồi thì làm sao mà chấp thấy tất cả các pháp nó là vô thường rồi thì làm sao mà chấp pháp thấy mình không có tự ngã nữa thì làm gì có chuyện mà chấp ngã cho nên chấp ngã chấp pháp này là những yếu tố mà để cho người đó không thấy được giá trị của vô thường không thấy được giá trị của vô ngã còn khi đã thấy được nó là vô thường đã thấy được vô ngã mà rốt ráo rồi thì yếu tố chấp pháp không có yếu tố chấp ngã không có khi anh thấy ta là ngã thì mới chấp ngã chứ còn anh thấy ta không có là ngã thì có cái gì để chấp khi mà thấy tất cả các pháp nó là vô thường nó không thường nó đâu có đâu mà chấp pháp pháp không có thì lấy gì mà chấp nhưng mà chúng ta luôn luôn bị đon vay bởi cái nhìn cái thấy cái nghe cái hình dung cái tưởng tượng nghe cái tiếng nói này cái là chấp nơi cái tiếng nói này nhưng mà cái tiếng nói có gì đâu phải chấp nhưng mà rõ ràng rằng chúng ta bị đon vay bởi những khái niệm bởi những tư tưởng cho nên chính cái đó nó làm cho chúng ta hệ lụy những cái sự hiểu biết những cái tri kiến của mình đó mà mình chấp cái đó thì cái đó nó sẽ dẫn dắt mình làm cho mình hệ lụy Bạch đức thế tôn trong giờ phút khó khăn này Con lại có phước được lãnh thọ lời dạy vô giá của Đức Thế Tôn Từ ngày được Đức Thế Tôn cho xuất gia Con thường quán niệm vạn vật đều vô thường không có tự ngã Và tất cả chúng sanh đều có cái chân tâm Phật tánh đầy đủ bốn cái đức là thường lạc ngã tịnh khi nào mà chúng ta không còn bị đon vây bởi những yếu tố là chấp thủ, chấp ngã, chấp pháp nữa đó thì lúc bấy giờ đây mới thấy được cái giá trị của thường lạc ngã tịnh nghe. Tức là thường trong vô thường đó Yếu tố thường Thường cái gì? Thường hàng cái vô thường Của những cái pháp Nó tạm bỡ hữu vi Nó thấy một cái thường Cái thường đó là nó không có thường Các vị được cái này chưa? Mình thấy tất cả các pháp Nó là Là thay đổi Nó là mong manh Nó là tạm bỡ Cái đó nó luôn luôn có đó nó có trong tất cả mọi sự, mọi vật Thì cái đó là thường đó Nó thường của cái yếu tố của thay đổi Của vô thường Của đổi dời Cái đó là thường đó Thấy yếu tố đó Mà nếu đã thấy cái yếu tố rồi thì không còn chấp nữa không còn chấp nữa thì bây giờ sẽ xuất hiện yếu tố của lạc thôi Sẽ vui thôi nhưng hôm nay lại được chính kim khẩu của Đức Thế Tôn nhắc nhở lời ấy trong giờ phút này. Con cảm thấy sung sướng quá, hạnh phúc quá. Con xin cảm tạ Đức Thế Tôn. Bây giờ con cảm thấy tâm của con hoàn toàn an ổn, thân của con không còn đau nhức nữa. Con xin hẹn Đức Thế Tôn trong chánh pháp. Thường tọa Ananda sụt sùi thương cảm, Đức Phật bảo lành thay. Này Vatkali, thầy ấy can đảm lên như Lai lúc nào cũng ở bên cạnh thầy. Sau khi Đức Phật và Thượng tọa A Nan bước ra khỏi cửa thì Thượng tọa Bác Kali bảo thị giả nhờ người khiêng luôn cả giường ra ở sườn núi, đặt ở dưới bóng mát của một tàn cây cổ thụ cạnh một tảng đá đen, thầy nằm ở đó an tâm an tịnh cho đến xế chiều thì nhập diệt. Và Đức Phật nói vị này đã được giải thoát. Thế thì xin thưa, cái thấy được cái vô thường, thấy được cái vô ngã là cái căn bản nhất để có thể vượt thoát được. Nếu không thấy được cái yếu tố đó Thì chấp ngã còn còn Tức là còn yếu tố của sự sinh tử Cho nên việc đầu tiên mình tưởng nó là nó đơn giản lắm Chứ cái pháp tu đơn giản nhất đó là thấy yếu tố vô thường đó. Nó là cái căn bản nhất đó. Khi mà không thấy được vô thường Thì không thấy được cái chánh trí Không có được cái chánh trí Vì cái vô thường nó đơn giản quá mà không nhìn được Thì không thấy được tất cả những cái pháp khác nữa Và trí tuệ như lai like sẽ không có xuất hiện Tuệ giác sẽ không xuất hiện Tuệ tri sẽ không xuất hiện Chánh kiến sẽ không xuất hiện được nếu mà không thấy được cái giáo pháp vô thường cho nên nó là cái cửa ngõ đơn giản nhất nhưng mà lại là sâu thẳm nhất nó mang cái tính chất vừa là căn bản mà vừa là xa mù tịch rốt ráo để mà có thể đạt được đạo cho nên ở trong nhân gian thì mình tương tác mình thấy rất rõ nhưng mà mình thấy là mình thấy vậy thôi nhưng mà bám chấp vẫn còn bám chấp hai cái khía cạnh này hết sức là khác nhau mình không cãi được nhưng mà mình không sống với nó được mình thấy được giá trị vô thường tạm bỡ Nhưng mà thật ra cái lòng của mình nó vẫn còn yếu tố bám víu Chứ không phải là mình thấy nó vô thường rồi Mà mình hết bám víu Hết bám không có Mình vẫn thấy nó vô thường nhưng mà bám vẫn cứ bám à Mình thấy nó tạm bỡ nhưng mà mình vẫn muốn có à Vậy làm sao thay đổi được yếu tố này Tại vì cái nỗi khổ là do đây mà có chứ đâu phải là do vô thường thấy vô thường hay không thấy vô thường đâu phải là hết khổ mà khổ hay không là do cái chỗ có bám hay không nè mình thấy vô thường mình hiểu vô thường nhưng mà mình vẫn cứ bám cái mong manh và tạm bỡ đó thế bây giờ mình tu làm cái gì vậy mình đã thấy được cái giá trị này rồi nhưng mà bây giờ cái khả năng mà hành hoạt của mình làm sao để mình có thể hết cái sự bám víu trên cái đối tượng này có bám cũng được có bám nó cũng rơi rụng Bám không có dính Chúng ta bám bất cứ cái gì Cái đó nó cũng tàn úa mà bám gì Mình không bám được Nhưng mà tạm thời mình nói chứ Ồ thôi chưa chết cho nên bám Khi nào chết hay hay Khi nào tàn tạ hay hay Chứ nếu mà còn sống là còn bám Còn sống là còn đung đưa Còn sống là còn thủ còn giữ chừng nào chết thì, thì hay chứ còn mà bây giờ mà mình cho hết rồi thì ai lo cho mình đó. cho nên mình còn thủ mình còn giữ đó là tâm thi, tâm lý đó cho nên là bây giờ phải chuẩn bị trước đi à, vừa vừa thôi ít ít thôi nếu mà đồng ý có bám thì thì đồng ý đó nhưng mà chút chút thôi coi là hương vị cho vui vậy thôi chứ đừng có nhiều quá đừng có làm nó trở thành cái gánh nặng trong đời sống của mình mà tuyệt lộ Lỡ mà có mất vài thứ cũng sao Chuyện nhỏ Vài bữa mất hết đó, Phải nghĩ nó như vậy đó Để mà giảm bớt đi sự khổ đau Và bỏ bớt đi khổ đau Một ngày nào đó Thông thả, ung dung Mà đi thôi Bây giờ phải sắp xếp trước Phải suy nghĩ trước Làm gì, để cái gì cho ai Những cái gì cần nói cứ nói hết đi à, Thương ai thì hãy nói là thương đi Ghét ai cứ hãy nói đi đừng có để lòng, để bụng, để dạ gì hết trơn á. Rồi cho tới lúc đó rồi đó thì thì thông thả mà đi. Nhưng mà muốn đi được cái lúc đó thông thả là bây giờ phải thông thả. Cái đó mới là cái cái quan trọng đó. Bây giờ phải xác định cái ý niệm thông thả nó đã. Rồi cái gì cần thì giải quyết cho nó sau Đừng có để lòng, đừng có để bụng. Giữ cái tâm thanh thoát như vậy đó, không có bám víu. Sau đó rồi thì Phật Bây giờ nghe Phật dạy cái cách để vượt qua khổ đau Quý vị còn khổ đau không? Còn hả? Thì ngồi đây học bài này Còn không thì đi về Tại đây là cách mà Đức Phật chỉ vượt qua khổ đau Đức Phật ở tại Trúc Lâm Hai tuần Và lên đường đi Nalanda Rồi đến Vesali Tại giảng đường Trùng Cát Trong tinh xá à, Maha là Đại Lâm á, Mahavana là Đại Lâm là Tinh xá Đại Lâm một hôm Đức Phật dạy các vị khách sĩ Về cách vượt qua những cái đau khổ Ngài nói Đời là bể khổ Nào là sinh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ ái biệt ly là khổ oán thắng hội là khổ cầu bác đắc là khổ tức là tám cái nỗi khổ đó thế nên không ai trên đời này mà không bị ít nhiều cái sự đau khổ đó đúng quá ha chúng ta đang rất y chang như vậy 2.600 năm trước người ta vẫn vậy rồi bây giờ cũng y chang vậy thôi không khác miếng nào hết sinh ra cũng khổ lớn lên cũng khổ già cũng khổ bệnh cũng khổ có cái bệnh nào mà mình sướng không bệnh làm biến bệnh làm biến có khổ không khổ khổ sao không làm xuyên kia mà còn khổ nữa chứ chi làm biến nó không có, có bệnh nào mà nó sướng sướng trơn á ai mà nhức cái chân mà nó tôi sướng quá đâu hả ai đau cái đầu mà sướng quá đâu không có cái bệnh nào nó cũng khổ hết Già nua thì đương nhiên là nhiều bệnh rồi Rồi chết Đau đớn Tan thay nát thịt không? không muốn chết mà nó cũng phải chết Cố gắng để sống mà nó không sống được Chia rẽ của các cái Uẩn Tích tạo nên cơ thể này Tan rã Thì mình phải tan rã còn níu kéo cũng không được Ai cũng phải ra đi, ai cũng phải từ giả Rồi yêu Mà phải lìa nhau Ghét mà phải gặp nhau Tức là cái mà mình thích á, Mà nó phải đi xa mình Cái mà mình không thích á, Thì nó cứ nhơn nhẫn trước mặt của mình Nó làm Ngán con mắt hả Chướng mắt mà Chướng tay gai mắt Rồi cầu mà không được Muốn mà không được à, Tất cả đều là khổ hết Đó là dựa trên cái lòng tham đây Muốn mà không được đây Thế nên không ai trên đời mà không bị ít nhiều cái nỗi khổ đó. Nhưng mà người thường hay là người biết tu á, người đó thực chứng thánh quả, cảm thọ đau khổ có khác nhau. Người biết tu và người không biết tu thì cảm nhận cảm thọ đó tức là thọ nhận cái sự đau khổ đó trên những phương diện của các cái nỗi khổ này, tám cái nỗi khổ này có khác nhau, tầng bậc có khác nhau. Đối với người tu mất cũng tiếc, nhưng mà tiếc kiểu khác à. Tiếc chút thôi, tiếc 5 phút thôi. Anh đi sư là tiếc hai phút thôi cũng tiếc chứ phải không à, còn mình thì đôi khi là mình tiếc cả tháng à, ví dụ vậy Rồi bệnh có khổ không hỏi cổ có khổ không khổ khổ nhưng mà khổ chút đỉnh thôi khổ rồi sáng thôi bây giờ cười tươi rồi à, ví dụ vậy nên là nói chung là người có tu và người ít tu thì cái cung bậc cảm thọ nó có khác nhau ừ. cái sự cảm thọ tức là sự thọ nhận của mình À, nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý này đây nó có sự khác nhau. Còn nếu mà không có tu thì cái sự cảm thọ đó nó khác, nó khác với lại người có tu. Người có thực chứng thánh quả, cảm thọ sự đau khổ khác nhau. Người thường do tham sân si làm gia tăng cái sự đau khổ, cho nên cảm thọ về đau khổ nó càng lớn. Tức là do yếu tố bám víu nữa, do sự tham, sự sân, sự si đó nó đắp bồi lên trên đó nữa làm cho cái cảm thọ về cái nỗi khổ này nó càng gia tăng hơn. Người biết tu nhẫn chịu sự đau khổ, không làm tăng trưởng sự đau khổ, nhưng chưa biết cách làm giảm sự đau khổ. Bậc thánh nhân do công phu của thiền định và quán tưởng làm cho sáu căn lần hồi thanh tịnh cho nên cảm thọ về sự đau khổ giảm xuống. Vậy thì nếu mà có thiền định có an trú trong thiền định thì chúng ta sẽ biết câu thúc lục căn của mình, những cảm thọ từ nơi lục căn nhờ đó mà giảm xuống. Giống như thế là chúng ta nghe chửi đó thì chúng ta buồn liền, mà Đức Thế Tôn ngài nghe chửi đó ngài không có buồn. Ngài dễ dàng hóa giải, dễ dàng tha thứ cho người ta, dễ dàng không để lại trong lòng mình tất cả những tỳ vết đó. Còn mình á là nó nhìn thôi là mình nó muốn chửi lại nó rồi cho đừng có nó chi là đợi cho nó chửi thế thì hai cung bậc này khác nhau đối với bậc thánh người ta hoán chuyển người ta hóa giải những cái oán kết rất là đơn giản còn mình không phải là bậc thánh cho nên là những cái khổ đau nó tới liên tục cái gì cũng vướng hết trơn cái gì cũng dính hết trơn á mình không thể thoát ra khỏi cho nên phải do cái công phu thiền định này và do công phu của sự quán tưởng chà những cái công phu này đâu có cần phải tốn tiền gì đâu mà mua ta công phu của thiền định và quán tưởng mà quán tưởng đó mà giải trừ được khổ đâu chúng ta chúng ta hình dung là một điều như thế này nè mình đi làm trong cuộc đời này á cả một đời mình đi làm cho nó có cái này có cái kia nhưng mà khổ đau thì nó không có vơi hạnh phúc là khi nó vắng mặt khổ đau nó mới có hạnh phúc chứ nếu mà nó có hạnh phúc nó có khổ đau luôn thì làm sao có được hạnh phúc và chúng ta làm bất cứ cái gì thủ đắc bất cứ cái gì trong cuộc đời này nếu mà không chuẩn bị cho một tâm thái giải trừ khổ đau thì chúng ta không có an lạc không có hạnh phúc được cho nên là cái tâm thái mà giải trừ khổ đau này thì phải có yếu tố của sự quán tưởng điều trị tâm Điều trị tâm đó là bằng yếu tố của công phu thiền định và quán tưởng Thiền quán Để giải trừ được mọi cái oán kết, mọi sự khổ đau Và phải thấy cho rõ được đời là vô thường Thấy được các pháp nó sinh, nó diệt, nó mong manh, nó tạm bỡ Thì lúc bấy giờ đây, những yếu tố của chấp pháp sẽ liền lập tức xa vời Và ta sẽ không bị, ta sẽ không dễ các căn bị câu thúc bởi các pháp sanh diệt những sự đối đãi khi mắt thấy tai nghe những điều trái ý nghịch lòng mình thường xuyên quán chiếu nó là khổ là không là vô thường là tạm bỡ thì lúc bấy giờ tự nhiên chúng ta sẽ bỏ qua rất là dễ dàng bỏ qua những lời nói của kẻ khác những lời đâm thọc của kẻ khác hay là những lời chói tai rất là dễ dàng bỏ qua còn nếu nếu như mà những người mà không có thường xuyên quán tưởng yếu tố này thì họ sẽ ghim gút ở trong lòng của mình và cái khổ nó sẽ đến nó sẽ đến do họ không có cái năng lượng của sự hóa giải, Đã, không có công phu của thiền tập, cho nên để hóa giải khổ đau đâu có phải là cần bỏ tiền ra mua, đâu phải đi học ở đâu đâu mà có đâu, các vị về quán tưởng vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, các pháp vô thường, lời nói vô thường, ý nghĩ vô thường, tâm vô thường mà, suy tư vô thường con người ta vô thường mọi pháp nó đều mang cái tính chất tạm bợ lúc này lúc khác nó không có trường tồn không có bất biến mà khi mà nghĩ được như vậy rồi đó thì chúng ta tương tác vào trong cuộc đời này á, cái lời khen nó cũng vô thường lời chê nó cũng vô thường không có cái gì mà nó trường tồn hết trơn á, hơi đâu mà chấp nơi đó nếu mà nó vô thường đó có nghĩa là nó không thường còn không thường còn nó không thường nó không có như vậy thì tại sao mình chấp nó có để mình buồn nó nói mình xấu mình buồn tại sao mình chấp đó là có cái xấu đó nó có vô thường không có nó nói mình đẹp nó có vô thường không có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp kia mà còn vô thường còn hanh hao còn già nua còn lụi bại mình có được cái tướng tốt nào có một mét mốt mà, mà kêu tốt mà kêu là trong đây ta đẹp trai nhất làm gì có chuyện đó không có cho nên nó, nó mong manh nó tạm bỡ nó vô thường à, phải thấy nó như vậy thì lúc bây giờ đây sáu căn của mình lần hồi thanh tịnh và các cảm thọ về đau khổ sẽ giảm xuống định lực trí lực càng tăng sáu căn nó càng thanh tịnh nhớ kỹ cái này người nào có định lực trí lực của mình càng tăng thì sáu căn thanh tịnh mắt tai mũi lưỡi thanh tịnh nhìn thấy nó thanh tịnh nghe nó thanh tịnh mũi lưỡi thân ý đều thanh tịnh hết là do người đó có cái thanh lọc của định cho nên người đó nhìn các pháp nó trong trẻo nó không khởi lên bận nhơ Người ta nhìn một con người khổ lụy bận nhơ Thì họ tìm kiếm trong họ tất cả những giá trị của tốt đẹp của con người kia Cho nên là khi nhìn một tên sát nhân Đức Thế Tôn thấy được cái giá trị ẩn tàng của cái tên sát nhân đó Thấy được cái tên sát nhân đó có thể chuyển hóa được Có thể là bậc thánh được còn mình mà nhìn thấy tên sát nhân là mình nghĩ nó là sát nhân thôi. Nó không có thể nào mà trở thành bậc thánh được hết trơn á làm sao mình có thể đào luyện mà tìm kiếm được ở trong một cái tên sát nhân mà có được cuộc thanh? mình sẽ không thấy được giá trị đó đúng vậy không? có nghĩa là do mắt tai mũi lưỡi của mình không thanh tịnh cho nên mình nhìn đối tượng kia không thanh tịnh. nếu như mình thanh tịnh mình sẽ tìm kiếm và nhìn ngắm được đối tượng kia là thanh tịnh. khi người ta chửi mình thì người ta là miệng lưỡi không thanh tịnh nhưng với mình thanh tịnh thì mình sẽ không cho miệng lưỡi của người kia là không thanh tịnh chứng tỏ là Đức Thế Tôn có thể hóa độ được có thể cưu mang được họ có thể trùm được họ có thể che chở được họ để trở thành ấm áp để trở thành tốt đẹp hơn cho nên cái này giá trị này là giá trị do mình nè chứ không phải do người khác như vậy cái định lực và trí lực nó càng tăng thì sáu căn nó càng thanh tịnh thì cái cảm thọ khổ đau nó càng giảm xuống như vậy á có nghĩa là cái cảm thọ về khổ đau này là tùy nơi các căn của mình khi tiếp xúc có thanh tịnh hay không nếu mà các căn của mình tiếp xúc mà không có thanh tịnh thì mức độ khổ đau càng nhiều cho nên không thanh tịnh cho nên là người ta mới nói có một tiếng thôi mình chửi nó lại ba tiếng rồi có nghĩa là mình không thanh tịnh cho nên khi chỉ cần mà nó móng khởi một chút thôi là mình làm một tràng liền cảm thọ về khổ đau của mình cũng tương tự như vậy người nói đó người ta không có min cái gì hết trơn á nhưng mà với cái trong lòng của mình mà ấm ức rồi đó giận rồi đó thì cái lời nói của, của đứa đó hình như là nó có gai có ghim gì đó nó nói trên đầu trên cổ mình đó. đại khái vậy à, cái lúc mà mình mà giận lên ở trong lòng rồi đó, thì dường như là cái yếu tố này nó xuất hiện rất là mau chóng rất là lạ và đôi khi người ta không suy nghĩ như vậy nhưng mà mình lại suy nghĩ kiểu đó mình lại nghĩ là người ta đang đe búa mình gì đó đại khái vậy cho nên cái này là do tất cả những cái, cái yếu tố của chúng ta đây, tự bản thân mình đây. Cho đến khi mà dứt hẳn người tu căn viên thông, giữ mắt tai mũi lưỡi thân ý đều thanh tịnh, siêu thoát mọi sự đau khổ. Những cái sự đau khổ nó đến là do mắt tai mũi lưỡi thân ý không có thanh tịnh. Còn mình mà mắt tai mũi lưỡi thân ý thanh tịnh thì đau khổ không có tới, đau khổ không tới được, không đến được. Cho nên là mình đừng có chờ đợi là người ta đừng đem đến đau khổ cho mình Đừng có chờ đợi điều đó Mà mình hãy nói với bản thân của mình là hãy rèn luyện cho mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình Đều tốt đẹp hết, đều thanh tịnh hết Khi mình nhìn người ta đừng bao giờ mình nhìn người ta xấu Khi mình suy nghĩ với người ta đừng bao giờ nghĩ người ta xấu Dẫu là trước đây nó xấu Hôm qua nó xấu Hôm qua nó tàn hại mình Nhưng hôm qua là chuyện hôm qua Vô thường mà Tri nhận vô thường cho nên ngày hôm nay không thể là hồi hôm qua được. Nhưng mà con người ta thường xuyên lấy cái quá khứ để làm đà tiến cho hiện tại. Nhìn một con người là đều nhìn với tất cả mọi thứ của quá khứ đem về. Cho nên hồi hôm qua nó làm mất lòng mình thì bây giờ mình không thể nào mà mà tự dưng cái rồi mình cười tươi như hoa, như cái thở còn nồng ấm được. Cho nên chúng ta luôn luôn đem cái quá khứ tàn lụi đó và nhớ nó để đem nó về. Đức Phật cầm một hòn đá đưa lên và hỏi này các thầy hòn đá trong tay của như lai đây và cái hòn đá núi tượng đầu cái nào lớn hơn các vị mới nói là bà đức thế tôn nói là cái hòn núi đá tượng đầu á, lớn hơn còn cái hòn đá trong tay đức thế tôn thì nhỏ bé ngài dạy rằng này các thầy trong cùng một hoàn cảnh khổ người không biết tu á, thì cảm thọ lớn như núi tượng đầu còn người mà biết tu á, bậc thánh nhân á thì có cảm thọ nó chỉ bằng cái hòn đá này mà thôi đó là hai cái điều rất là hình ảnh để chúng ta thấy đó có một chút xíu à mất có một chút à người ta la có một câu à mà mình khổ ba tháng không nhìn mặt nó luôn nghỉ chơi luôn từ nay tới đi là in friend luôn trong khi đó là không có gì đáng nếu mà mà người biết tu biết hỷ xã đôi khi nó lỡ lời, đôi khi nó nói giỡn hay sao? Còn giả dụ như bây giờ nó có nói thiệt đi, thì có làm sao đâu? Sorry nha, hết. Nhưng mà mình không làm được, vậy thì thôi chứ làm sao mà giải thoát cái gì các vị? Làm sao mà bỏ cái gì? Một câu người ta không bỏ được thì là làm sao mà bỏ cả cuộc đời này? Một câu nói mà của của cái người mà không không để mình ra, người mà không có ân nghĩa gì trong đời mình nhiều. Người ta nói một câu mà mình ghim khúc tới mức độ như vậy Rồi những cái đứa mà mình có ân có nghĩa rồi sao Cho nên cái chuyện đơn giản như vậy Thì bỏ càng lẹ càng sớm càng tốt Đừng để bụng để dạ gì hết trơn á chi cho nó úng nó hư trong đó Cho nên là đối với mấy vấn đề này là bỏ càng sớm càng tốt Càng lẹ thì càng đỡ khổ Này các thầy ví như có một người nào đó trúng một cái mũi tên Người đó cảm thấy đau nhất nhưng nếu mà một cái mũi tên thứ hai bay tới gắm đúng vào cái chỗ có mũi tên thứ nhất hỏi có đau không càng đau nữa tiếp tục thêm mũi tên thứ ba nó bay tới nó gắm ngay chỗ đó nữa có đau không quá đau luôn đau gấp bội phần này các thầy nên biết là vọng tưởng ngã kiến ngã ái tham sân si cũng giống như mũi tên thứ hai và thứ ba chúng làm cho cảm thọ đau khổ gia tăng lên gấp bội À, khi mà chúng ta bỏ thêm vô Cái tham, rồi cái sân, rồi cái si Rồi nói tới, rồi nói lui, rồi nói xuôi, rồi nói ngược Rồi hình dung cái này, hình dung cái kia Rồi chúng ta tán thêm nó ra Rồi gặp người này mát, gặp người kia mát Rồi gặp mấy nhỏ mà nó gặp phe mình nữa Nó binh vô nữa, nó binh mình, nó chửi người kia nữa Mà cái kiểu đó là tơi tả hết luôn Nó khổ cả đám Cho nên là những cái oán kết đó, Khi nó lớn đó, Mình phải làm cho nó nhỏ khi nó nhỏ mình làm cho nó nhỏ nữa rồi cho nó bay đi đừng có giữ trong lòng đừng có kể cho người khác biết đừng có kể cho người ta nghe nó có đáng gì đâu mình đã thấy nó là dơ bẩn rồi mình đã thấy nó là cột chặt lương tâm của mình rồi tại sao mình đem mình cho đứa khác mình cho ai vậy cho những người mình thương mới chết chứ mình đâu có đi ra mà mình gặp người dân nước lã không quen không biết gì mình kể cho nó nghe thường là mình kể chuyện xấu của người khác cho những người thân cận của mình không à mình không kể cái chuyện tốt để cho người kia hăng hái lên tốt đẹp hơn vui vẻ hơn mà mình đi kể chuyện xấu cái làm cho nó xìu luôn mà nó không có năng lượng của sự sống nữa Nên cái này là kinh nghiệm nè đối với những cái gì đó, mà nó xấu xa đó của kẻ nọ người kia ở trong đời đó thôi nếu mà cái bự đó thì làm cho nó nhỏ xuống nó nhỏ là cho nó nhỏ nữa Đừng có tán nó ra Đừng có để cho người ta thấy Đừng có để cho người ta nhòm ngó Rồi cho nó mất đi Cho nó vào quên lãng Đừng có nhắc lại Nhưng mà các bác, các bà thì thường xuyên Thường xuyên nhắc chuyện cũ Mà nhắc chuyện cũ là thường là lỗi lầm không à Không có nhắc cái chuyện tốt của ổng đâu Các bác về để ý rồi Có đúng vậy không Thường xuyên luôn Mà cái này là mình kinh qua rồi Chứ không phải không Tại có mẹ có cha mà cho nên là biết Khi nào mà đụng chuyện là bà mẹ là cứ đem cái chuyện mà cũ xưa, cũ rít, cũ rơ Cái thở nào đau rồi đó Đem ra mà nhắc hoài Nghe riết thuộc lòng luôn Biết hết trơn chuyện gì Chuyện gì mà ngày xưa, ngày xưa Chuyện gì mình chưa có sinh ra nữa Là bây giờ con cái nó biết hết trơn Cho nên đừng có làm đó Phải cho nó biến mất đi Chứ không phải là nó tăng lên cái cảm thọ khổ đau gấp bội Này các thầy một khi bậc thánh nhân nhập vào đại Định, Thì cho dù có 500 cái cổ xe đi ngang qua trước mặt Hoặc là trời giông bão sấm sét Cũng không hề bị quấy rầy Mọi cảm thọ đều im bặt Cho nên là tùy theo cái khả năng Tùy theo cái mức độ định tĩnh của mỗi một người ở trong đời mà người ta có thể hóa giải được hết tất cả những căn bản kiết sử phiền não nó đến cho nên khi mà đã nhập vô trong định đại định rồi đó, thì cái, cái thân này không có nhầm gì hết trơn á cho nên là không ăn nó cũng đói hoặc là diệt thọ tưởng định đó cho nên tương truyền là ngài Mahakajip ôm bình bát đi vào trong núi kê túc cho tới bây giờ vẫn còn chỉ đợi ngài di lặc ra đời cho nên đối với thời gian đối với không gian không có ảnh hưởng đối với yếu tố đại định. Cho nên là ngay nơi đây thì chúng ta nếu mà tin nơi lời Phật thì mình phải biết được rằng dẫu cho có 500 cỗ xe đi qua trước mặt, dẫu cho trời có sấm chớp nổi lên đùng đùng, vị đó cũng vẫn như như bất động thôi. Đối với họ là không bị quấy rầy, mắt tai mũi lưỡi thân ý không có bị quấy rầy nữa. Cho nên vị đó đã điều khiển được hết tất cả mọi thứ rồi Cho nên muốn đi là rất dễ Chỉ cần ngồi dài mà um, nín thở là đi thôi Ngồi dài là đi là đi thôi Không có cần phải bệnh mới đi Không cần phải cần phải hanh hao mới đi Cho nên chủ động trên phương diện Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi Tự tại, ung dung, không hề ràng buộc nên cái này là cái mà chúng ta thấy đó Đối với những bậc chứng đạo người ta um, Biết trước cái giờ chết, giờ sống là chuyện bình thường Tại muốn đi lúc nào đi mà. Vị ấy luôn luôn cảm thấy sự an lạc và không bao giờ cảm thấy bị quấy nhiễu hết. Đối với vị ấy, không có cái ngã, không có ngã sợ thì căng và trần không còn nương vào đâu để mà sanh ra cái thức và cảm thọ nữa. Vị ấy không có ngã. Mình đã đạt tới yếu tố vô ngã rồi. Mà đã là vô ngã rồi, thì còn cái gì nó bám nữa? Các căng và trần nó bám vào đâu? nó bám vào chỗ nào? mắt tai mũi lưỡi mũi lưỡi bây giờ các căn bây giờ đã thu thúc rồi. Căn và trần không có chỗ nương vào đâu để mà sinh ra cái thức này nữa. Những cảm thọ này bây giờ nó không còn nữa thì nương vào đâu? Vì nên đối với các ngài là tự nhiên là vắng lặng đó. Này các thầy, tu tập căn viên thông chính là phương pháp diệt trừ các cảm thọ trong đó cảm thọ đau khổ sáu căn đối với sáu trần không sanh ra sáu thức thì cảm thọ không có nhân duyên để mà phát sanh đó. khi sáu căn tương tác với sáu trần mà người ta đã cần trô được rồi cái thức rồi thì có cái gì để phát sinh ra nữa những cảm thọ khổ lạc hay là bất khổ bất lạc lấy đâu mà sinh ra cho nên đó là cái phương pháp để diệt trừ các cảm thọ. À, mà khi cái này đã diệt trừ xong rồi, thì không có cái yếu tố của khổ đau xuất hiện. Cho nên người ta có đi vào trong đời khổ đau, người ta vẫn không bị khổ đau. Cho nên đừng có đổ thừa là do đời khổ đau. Đời này là năm trượt ác thế mà Đức Thế Tôn vẫn thành đạo được. Thì không phải là cuộc đời làm cho cho mình khổ lụy mà khổ lụy hay không là do mình có chấp đời khổ lụy hay không mà thôi Cho nên là ở chỗ này vẫn thành đạo được nha <laughs> Vẫn tu được và vẫn chứng đạo được Tại vì Ngài đã chứng đạo được ở Trong đời ngũ trượt ác thế mà Ngài lúc Cái thở mà của Ngài đó Thì vẫn bị người ta chửi mà Vẫn bị người ta ném đá mà Vẫn bị người ta đụng bụng mà Người ta tới người ta mét vốn Người ta làm đủ chuyện hết nhưng mà ngài chứng đạo là chứng đạo à? còn mình giờ không có ai tới đụng bụng đổ thừa ở trơn mà có chứng đạo hay không? không, nó thấy nó còn ghiền nữa chứ chứng đạo cái gì? nó thấy nó còn thích mà, cho nên rõ ràng là tất cả những cái cảm thọ này, à, tất cả những yếu tố này chúng ta chưa vượt qua khỏi. Này chúng ta thấy sắc chúng ta còn ưa, thấy âm thanh chúng ta còn thích, mũi lưỡi thân ý mình vẫn thích ăn ngon, ngửi mùi thơm nằm nệm ấm vân vân ý suy nghĩ vân vân tất cả mọi thứ chúng ta đều dính vào cảm bẫy cả cho nên là không có vượt thoát khỏi này các thầy tu tập căn viên thông chính là phương pháp diệt trừ các cảm thọ trong đó có cảm thọ về đau khổ sáu căn đối với sáu trần không sanh ra sáu thức thì cảm thọ không có nhân duyên để phát sinh này các thầy khi sắp mệnh chung khi sắp chết các thầy nên tập trung tư tưởng vào quán chiếu thân thể và cảm thọ như tâm ý và đối tượng của tâm ý tức là quán tứ niệm xứ để thấy rõ thân thể cảm thọ tâm ý và đối tượng của tâm ý đều là vô thường duyên sinh không có tự ngã bây à giờ còn sống đây nè tập này trước đi chứ đừng có đợi tới lúc mà mà sắp chết tới nơi nên tập trung vào à, Tập trung để quán chiếu Cái thân thể này Các cảm thọ Rồi tâm ý của mình Và đối tượng của các tâm ý đó Nói chung là Là cần phải có thiền định Cần phải có quán chiếu Cần phải có yếu tố của à, dụng công Ngay nơi cái đời sống này Để thấy Mà quý vị biết là mình không có thời gian Để quán chiếu đúng không Các vị đi làm Làm sao quán chiếu về nhà tắm, rửa, ăn, uống, rồi chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện ngày mai, chuyện ngày mốt, chuyện đối nhân, chuyện xử thế, chuyện bạn, chuyện bè, chuyện nọ, chuyện kia, rồi ngủ một giấc, sáng mai dậy chưa kịp làm gì hết là đã bắt đầu đi làm kiếm cơm rồi. Thoáng một cái, sáu mươi mấy tuổi, bảy chục tuổi, rượu rã hết trơn rồi. Thời gian đâu để làm chuyện này. Đó. Cho nên may mắn ở chỗ là chúng ta bây giờ chúng ta biết nè. Vẫn còn có cơ hội là may mắn cho đời mình đó chứ không là chúng ta không biết được cái giá trị này rồi đi trong cái cuộc sống này nó hết chuyện nọ tới chuyện kia rồi nó đưa chúng ta đi về với các bụi hồi nào ông hay luống qua một đời mà mình không có kịp nhận ra mình trong cái cát bụi của thời gian đó. Cho nên là bây giờ chúng ta quán ha, tập trung tư tưởng ha, quán chiếu thân thể cảm thọ nơi thân nơi tâm ý của mình và đối tượng của tâm ý tức là à, quán tứ niệm xứ đó tức là thân thọ tâm và pháp đó thân thể cảm thọ tâm ý của mình và đối tượng của tâm ý tức là pháp đó và tất cả nó đều là vô thường nó đều là duyên sanh nó không có tự ngã tức là nó vô ngã tức là ba cái phương pháp đó là vô thường à, duyên sinh và vô ngã quán chiếu đó làm lắng dịu sự đau khổ giúp cho các thầy được an ổn trong tỉnh thức chánh niệm tức là niệm cái gì niệm những cái này mới là niệm chánh nè thường xuyên quán chiếu khổ vô thường vô ngã ở đây thì đó mới là chánh niệm còn nếu mà mình niệm vợ niệm con niệm tiền niệm nhà niệm xe đó thì cái đó là cái tà niệm đó những cái đó mà mình niệm mình nhớ nghĩ là đưa đến sự bám víu tất cả những cái niệm khác là đưa đến sự bám víu bây giờ niệm những cái gì là đưa đến sự thoát ly niệm khổ niệm vô thường niệm vô ngã thì dẫn đến sự sự thoát ly cái khổ cho nên cái đó mới được gọi là tiếp đến là các thầy nên niệm phật hoặc là tỳ chú để mà tâm được thanh tịnh Hầu sanh về cõi giới an lành Thì đó là một cái Đoạn mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta à, Cách để mà mình chuẩn bị Cho cái chết Cái lúc lâm chung Nhưng mà xin thưa các vị là Đâu có ai biết mình chết lúc nào đâu phải không Có ai biết trước không Để gọi là sắp chết thì mình quán Mình biết là chết lúc nào Thì mới biết là sắp chứ Còn đằng này trong tất cả chúng ta ngồi đây Không có ai biết là lúc nào mình chết hết Làm sao mình biết là sắp chết là lúc nào cho nên là bây giờ phải quán đi để chuẩn bị cái chết nó tới là vừa. Có thể là lát nữa về rồi con kiến nó cắn chết thì sao? Đâu có biết trước được đâu. Đâu cần là con kiến nhỏ hơn con kiến nữa. Con virus. Nó còn nhỏ hơn con kiến nữa. Nó còn độc hơn con kiến nữa. Vậy đó mà nó bu vô một cái là tiêu mạng liền. Ghê như vậy đó. Con người bự dần dần để không sợ. Mà bây giờ phải sợ con virus nhìn ông thấy. Khiếp chưa Làm cho thế giới loạn động luôn Nhức nhối với nó luôn Mọi người đều tìm cách để mà Mà trừ khử nó, nó Một cái con nó nhỏ tí ti như vậy thôi đó Mà nó làm cho cho Mọi người bự trần dần như thế này đây phải sợ Đáng lẽ mình bự như vậy đây ấy, Thì mình phải ngon hơn nó chứ Mình phải giỏi hơn nó chứ Mình phải mạnh mẽ hơn nó chứ Ai ngờ đâu mình bự vào đây mà Mình yếu xìu, yếu hơn con virus Ha, hay hả ha. ja, chứng tỏ là không phải bự mà ngon ha nhỏ nhỏ con vậy chứ khỏe dữ à bự vậy chứ mà yếu à nghe <laughs> vô minh hành thức danh sách trong 12 nhân duyên khi trận mưa đầu mùa đổ xuống làm bớt cái nóng của mùa hạ đức phật rời vesali tỳ xá ly lên đường đi savatthi về xá vệ các vị khất sĩ và nam nữ cư sĩ tề tựu về xá vệ rất đông tại giảng đường lọc mẫu tức là của bà Visaka đó tinh xá đông viên à, đức phật giảng về đạo lý duyên sinh một vị khất sĩ bạch đức phật như thế này bạch đức thế tôn trong 12 nhân duyên thế tôn dạy do thức mà có danh sắc 12 nhân duyên là gì? Vô minh Duyên hành Hành duyên thức thức duyên danh sắc thì có nghĩa là vị này hỏi bạch đức thế tôn do thức mà có danh sắc như vậy thì toàn thể vũ trụ này đều sinh khởi từ tâm thức phải không đúng như vậy này các thầy danh là chỉ chung cho sự vật vô hình còn có tên mà không có tướng cho nên gọi là danh Danh là cái gì Là tên gọi Gọi của cái gì Của một sự vật hoặc một hiện tượng nào đó Thế thì cái danh để gọi đó Cái đó không có tướng Ngày xưa người ta gọi cái này là cái ly Thì bây giờ gọi là cái ly Mà ngày xưa người ta gọi nó cái bàn Thì chắc bây giờ cũng gọi là cái bàn Lý do vì sao thì không biết võ đoán mà không biết được Nó không có cái lý do Để gọi nó như vậy Ngày xưa gọi như vậy bây giờ gọi như vậy Ngày xưa khi mới đẻ ra mẹ gọi là baby Thì nó biết như vậy Lớn hơn chút mẹ gọi là nhi Cái quen Cái rồi bây giờ biết là nhi Ra đường mà đứa nào chửi mẹ ăn nhi Là nó nổi khùng lên á Mà nó thương nhi quá à, Vậy là nó, nó bằng lòng Phải vậy chưa Thế rồi chấp không Chấp cái gì đó Chấp cái danh Cái danh đó nó, nó nó ngỡ là mình là danh Danh là mình Mà thật ra cái danh nó là cái sự đặc để Nếu mà hồi còn nhỏ mẹ gọi là baby Thì mình là cái danh baby Chứ không phải nhi Rồi ra đường mà ai mà họ chửi nhi Thì nó cũng mặc kệ Ai kêu nhi thì nó cũng bỏ nó đi Đó, các vị thấy cái danh chưa Nhưng mà con người ta cũng chết vì cái danh này nè Chết nhiều lắm luôn Cần phải được cái danh này phải được cái danh kia Nhưng mà danh nó là ảo mộng đó Chỉ chung cho các sự vật vô hình Nó có tên Mà nó không có tướng Còn sắc là chỉ chung cho những vật Nó có tên, có tướng như là mùi hương Như là ánh sáng, như là âm thanh Các vật có thể xúc chạm được Thế thì cái sắc này đây á Là những sự vật Và hiện tượng mà mình có thể à, Cân đo, đong, đếm, rờ, mó được Ví dụ như âm thanh Mình có thể đo được thì nó cũng là sắc có thể đo được cái độ cao bao nhiêu độ dài bao nhiêu âm lượng như nào à, âm lượng có nghĩa là đo lường âm thanh rồi ánh sáng ta có thể đo lường nó cỡ nào được ví dụ như các vị mà quay camera này nè thì nó có cái là white balance có nghĩa là cân bằng ánh sáng trắng cân bằng có nghĩa là nó đo ở trong cái 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 ánh sáng này là độ bao nhiêu bao nhiêu cái độ của ánh sáng nó là bao nhiêu và nó có thể chọn một cái vật trắng màu trắng nào ở trong căn phòng này để đo cái màu trắng đó và dựa trên cái màu trắng đó để nó thể cân bằng những cái màu khác màu xanh màu vàng vân vân những cái màu khác để nó cân bằng thì gọi là white balance tức là dựa trên nó có cách nó đo nó dựa trên một chủng mực nào đó để nó có thể đo được cho nên ánh sáng có thể đo được cho nên nó vẫn là sắc âm thanh ánh sáng, rồi mùi vị, đó vân vân. Tất cả danh và sắc này sở dĩ nó hiện hữu á, là vì nó có sự nhận thức phân biệt mà nó hiện hữu. Nếu nó không có nhận thức phân biệt thì lấy cái gì để nói nó hiện hữu? Nó có cái chỗ dung chứa để nó hiện hữu. Nếu mà không có sự dung chứa làm sao biết nó hiện hữu? Làm sao biết nó là màu đỏ Làm sao biết nó là màu xanh Phải có sự phân biệt đúng không Cái gì là phân biệt Cái gì Cái thức Cái thức Để mà phân biệt được đây là màu đỏ Đây là màu xanh, đây là màu tím, đây là màu hồng Màu hồng là tượng trưng cho tình yêu Mình mà bận màu hồng là kỳ lắm luôn Chứ nếu mà nếu mà anh không có sự nhận thức phân biệt Thì tôi bận màu vàng cũng giống màu hồng thôi chứ vì cớ gì mà tu hành phải bận màu vàng mà không được bận màu hồng lỡ mà có ai đó may một cái y hồng lại đây đưa cho mình bận thì sao rồi quý vị có tỉnh queo như không không quý vị có giữ lòng thanh thản không hả cái này nói thiệt để ít bữa nữa mình bận cái quần đùi lên thì các vị cũng giữ lòng thanh thản chứ gì nữa hình dung sắc tướng mà nếu mà mình nói là tâm mình không phân biệt mình không đối đãi thì cái gì nó đâu có quan trọng Rõ ràng là Nó có là bởi vì Yếu tố của tâm nhận thức Phân biệt đối đãi Mà nó ra Chứ còn bản thân nó đâu biết nó đâu Bản thân nó không hề có một mảy may nào rúng động Nó xấu nó cũng không biết nó xấu Mà nó đẹp nó cũng không biết nó đẹp nữa à. Xấu đẹp là do con người ta đây nhận thức Một người đẹp mà Mà đứng một mình thì chẳng biết nó đẹp hay không Người đẹp đó Phải đứng gần mấy đứa xấu thì nó đẹp mà mấy người đẹp đó mà đứng gần đứa đẹp hơn là tự động nó xấu à nó xấu automatically không có cần phải không có cần phải compare so sánh gì hết á chỉ cần dắt đứa đẹp hơn vô là tự nhiên nó xấu hơn à? thế thì cái giá trị đẹp và xấu đó là nhận thức phân biệt phán đoán compare chuyện này chuyện kia so sánh đối chiếu cho nên rõ ràng là như thế nếu không có sự nhận thức phân biệt á thì căn cứ vào đâu để nói là một vật đó nó có hay không có các vị nhìn lên trên trời á mình thấy ngôi sao nó lấp lánh mình tưởng nó nhỏ nhìn cái bóng đèn ở phía sau quý vị này nó đang lấp lánh lấp lánh đó đó nó cũng giống như sao ở trên trời đó nhưng mà đi lên tới nơi trời ơi thôi mà nó bự dữ vậy thấy chưa nó mênh mông như vậy nó lớn to như vậy đó mà ở dưới này nhìn lên đó thì nó chỉ là là một cái đốm thôi Đôi khi là nếu mà nó không có lấp lánh Trong những trời đêm Thì mình nhìn lên cũng không thấy luôn Nó nhỏ tới mức độ đó Nó nhỏ hơn virus nữa Vậy thì virus nó nhỏ hay nó lớn Chà nó nhỏ hay nó lớn đó, Đâu phải là do con mắt của mình Đâu phải do con mắt của mình Mà nó nhỏ mà nó lớn Nếu mà nó nhỏ tại sao mình bự về Mình không chiến thắng được nó Thế thì trong đó nó có cả một trời Cấu tạo của nó nó có được DNA của nó Nó có uh, chất này chất kia Kích hoạt nó như thế nào Nó lây lan làm sao Nó trưởng dưỡng làm sao Nó lớn làm sao Nó phá đứa này đứa kia như thế nào chứ Rõ ràng là nó có sự sống của nó chứ Nó mới có thể lây lan được Chứ nếu mà nó không có sự sống của nó Nó chết mất tiêu còn gì Rõ ràng là nó có sự kích hoạt Nó có giá trị của nó Nhưng mà mắt này không nhìn được Không nhìn được mà nó quậy dễ sợ ha Bạch Đức Thế Tôn nếu danh sắc phát sinh từ thức thì quả thật thức là nguồn gốc của vũ trụ và muôn vật. Vậy ta có thể biết được nguồn gốc của tâm thức hay không? Ta có thể hiểu được do đâu mà có tâm thức hay không? Vậy tâm thức nó có từ lúc nào? Hay quá hả? Mình cũng không biết tâm thức nó từ lúc nào nữa. À? Từ ngày mà mẹ đẻ ra tới giờ chúng ta đâu có bao giờ hỏi làm sao ta biết? nó có từ đâu có khi nào có vị hỏi không 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 kịp mà suy tư để hỏi điều này hỏi chuyện khác không à đâu có lo mà suy nghĩ chuyện này để hỏi đâu nên hôm nay là có cơ hội mình hỏi đó này các thầy ý niệm về sự bắt đầu và ý niệm về chung cuộc cũng đều phát sinh từ nơi tâm thức thật vậy không có lúc bắt đầu mà cũng không có lúc chung cuộc. Không có cái hiện hữu và cũng không có cái không hiện hữu. Tức là đòn vay bởi những khái niệm thôi. Không nên nói danh sắc nó phát sinh từ nơi thức mà cũng mà phải nói vì có thức mới có danh sắc. Do vô minh cho nên chúng sanh mới có ý niệm phân biệt tức là có về thức cái thức ở đây á tức là vọng thức đó tức là cái ý niệm phân biệt mà ý niệm phân biệt á có nghĩa là nó không như thật thế nào là là không như thật khi chúng ta nhìn bất cứ cái gì á là mình cũng để cả cái ý nghĩ phân biệt của mình trong đó nhìn một người mình biết người đó thân biết người đó quen biết người đó xấu biết người đó đẹp đó là ý thức phân biệt chứ không phải là cái thức biết hai cái này khác nhau nha. Nó rất gần nhau nhưng rất là khác nhau. Chúng ta thấy sự vật và hiện tượng không phải như nó đang là thế nào là đang là. Đây là một tiến trình của sự sinh và diệt của một đối tượng. Khi cái đối tượng đó mình đang nhìn thấy, với ánh mắt của mình đang nhìn thấy cái đối tượng này. Trong cái lúc mà mình đang nhìn thấy đó mình không thể thấy được cái khoảnh khắc đang là của nó. Khoảnh khắc nào là khoảnh khắc đang là? Sát na. Phải không? Sát na là cái gì? Là cái moment, là cái tích tắc. Là cái rất là nhỏ bé của cái khung thời gian trong tâm thức của mình có thể mường tượng ra được. Rất nhỏ bé. Khi mình nhìn sự vật mình nhìn Đâu có nhìn thấy cái khía cạnh đó đâu Mình nhìn là một tổng thể Mình đâu có nhìn mình, khi mình Ví dụ bây giờ các vị nhìn chúng tôi đi Các vị đâu có nhìn thấy Trong từng cái khoảnh khắc tích tắc Các vị lắng nghe Các vị nhìn mẫu mã hình ảnh này Là là cả một tiến trình dài Chứ không thể là nhìn trong cái khoảnh khắc Mấu mình của tâm thức đó Nơi đó Nó nó chưa thể khởi lên một ý nghĩ nào hết nó không kịp cái cái thời gian nó chạy nhanh quá nó không kịp để nó nó khởi lên một cái ý niệm nào ở trong đó cả thì cái đó mới là cái cái khoảnh khắc cái sát na đang là còn nếu mà mình nhìn cả một sự đoan vay của quá khứ đưa về thì cái đó không phải là là sự nhận thức của sự hiện hữu đang là quý vị nhìn chúng tôi quý vị biết là ờ ừ, do học như thế này do học như thế kia rồi biết quen như thế này rồi biết tính ổng như thế này vân 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 đại khái thế là chúng ta nhìn với một cái khía cạnh là đã bỏ vô cái tâm thức của mình rồi chứ không phải nhìn với lại cái yếu tố đang là mà cái yếu tố đang là này nó không có khởi lên bất cứ một cái gì của của sự nhận thức sai biệt hết của sự phán đoán sự nhận thức hết cho nên do vô minh do vô minh cho nên chúng sanh mới có cái ý niệm phân biệt à, ý niệm phân biệt về thủy và về chung tức vậy là về cái yếu tố khởi đầu và yếu tố kết thúc, tức là bắt nguồn và kết thúc. do vô minh cho nên chúng sanh mới có ý niệm phân biệt, à, tức là yếu tố của thức đó sự phân biệt về cái hiện hữu và cái không hiện hữu, tức là danh và sắc. hay nói cách khác do vô minh nên mới có hành và thức. À, do vô minh cho nên mới có cái hành, tức là động lực thúc đẩy và cái yếu tố nhận thức này hành là sự lưu chuyển là sự biến đổi là động lực thúc đẩy đó thức là cái biết do sự phân biệt hành và thức nương vào nhau mà có mà do có sự lưu chuyển và biến đổi mới có cái biết do sự phân biệt do sự lưu chuyển và biến đổi thì mới có cái biết do sự phân biệt cho nên nếu mà trong một cái khoảnh khắc mấu mình tích tắc này thì nó không kịp nhận thức và không kịp biết sở dĩ nó biết là có một tiến trình trước nó đã xảy ra quý vị biết cây này là cây gì cây bông tạm thời cây bông còn bông gì là chưa biết thế thì sao biết nó là cây bông Hả? ít nhất là cái từ bông đó là ở đâu ra mà biết đó à, là do học mới biết do biết đọc, biết viết mới biết Nên mình nói người Mỹ nó hỏi là what cây bông, nó ngáo luôn <laughs> đúng rồi không thế thì rõ ràng đối với chúng ta thì chúng ta tại sao không nói nó là flower mà mình nói cây bông thế cái gì làm nó ra cây bông vậy thế giờ cả một tiến trình nè chứ đâu phải tự nhiên mà nó xuất hiện ra đâu không có bất cứ cái gì bất cứ cái gì nó cũng lôi cả một tiến trình đã tồn tại đã tích góp của chúng ta từ trước tới giờ hết để mà chúng ta lôi về đó và cái sự tích góp này nó biến đổi theo năm tháng thời gian nó lưu chuyển nếu mà chúng ta biết rành hơn thì nó ồ nó là cái sen đất cũng phải biết trước rồi bây giờ nó mới lòi ra chứ đâu nó lòi ra vậy đâu nó lòi ra cái chữ sen đất vậy nếu mà cha mẹ không nói Nếu mà người ta không nói Tự nhiên trên trời mình rớt xuống Mình biết đây là cây sen đất à No way Không có Là gì có chuyện đó Cho nên đó Do sự lưu chuyển Do sự biến đổi Từ cái không biết trở thành cái biết Và khi mà đụng chuyện là Ứng phó liền Là nhận thức nó ra liền Mà nhận thức này không có suy tư Không cần nghĩ ngợi gì hết á Hình thành nên cái biết đó Cái biết đó chính là sự phân biệt Do đó mà cái biết do sự phân biệt mới thấy có cái lưu chuyển và cái biến đổi này. Rồi chính cái ý thức phân biệt đó đưa chúng sanh vào trong vòng luân hồi vô thủy và vô chung. Mình nói vô thủy vô chung nghĩa là không có khởi đầu và không có kết thúc thì làm gì mà có có thủy có chung. Cho nên nó không có khởi đầu và nó không có kết thúc cho nên muốn kết thúc lúc nào cũng được và muốn khởi đầu lúc nào cũng được. Vấn đề là mình thôi. Mình có bước vào hay không, có vòng luân hồi, có vòng lưu chuyển này hay không thôi. Cho nên chính cái ý thức phân biệt đó đưa chúng sanh vào trong vòng luân hồi. Chỉ khi nào ý thức phân biệt đó tận diệt thì vòng luân hồi mới chấm dứt. À thì ra vòng luân hồi nó không có vòng luân hồi. Vòng luân hồi đâu có, mà nó có là do sự phân biệt mà nó sinh ra. Nó phân biệt người này khác à, người kia khác à. Nó nói cái tiếng xấu là tiếng xấu mà tiếng tốt là tiếng tốt à. Xấu với tốt khác nhau á à, ngang. Chứ không phải là nó nói tiếng xấu mà mình nghĩ là tốt được đâu. Chấp cái tiếng đó thì rơi vào vòng luân hồi. Còn nếu mà bây giờ không chấp nó nói xấu. Mà mình cũng cười hề <laughs> hề. Xấu gì đâu là xấu. Đó, hết chấp rồi. Thế thì không rơi vào vòng luân hồi nữa. Nó tới đứng trước mặt mình, nó xỉ vô mặt mình. Không sao, nó đang ngắm mình đó có gì đâu. Như thế là không rơi vào vòng luân hồi. Còn nếu mà nó đứng trước mặt mình mà mình sỉ sỏ nó lại là lúc bây giờ rơi vào vòng luân hồi đó. Thế thì cái rơi vào vòng luân hồi đó là là do thức. Vậy thì trên nó con đường mà tái sinh vô tận này đây là chúng ta đi tới đi lui là cũng do cái yếu tố này nó dẫn dắt. Mà gọi là thần thức đó hả Nó đi hết chỗ này để tới chỗ kia, nó lưu chuyển chỗ nọ, lưu chuyển chỗ khác, nó tham muốn cái này nó tham muốn cái kia để đối chiếu, để nhận thức Có muốn hay không, có thích hay không Có cần hay không, có bị thúc đẩy hay không Là do cái yếu tố này nó dẫn mà đi Thế bây giờ đi hay không? dẫn thì đi à, họ nên đi Thế là bước vô cái vòng trở lại lẫn quẩn Cho nên gọi là luân hồi Mà bây giờ nó dẫn không đi Thì thôi, đi ra Vượt thoát Nó nói khổ, nó nói vui Nó nói mình xấu mà mình ngay chỗ đó mình như như bất động Tâm của mình an tĩnh Ý của mình không khởi lên sự nhận thức phân biệt Thì ok Không sao hết Người ta phun nước miếng vô mặt mình Thì mình buồn, mình khổ Mà cái đứa con bé bé của mình Nó, nó sặc, nó phun vô nước miếng vô mặt mình cái Rồi sao? Lúc đó làm gì nữa? Lo cho nó bắt chết đi Chứ cái lúc đó mà chửi nó à Lúc đó đánh nó à? Thế thì rõ ràng quý vị thấy không Cũng một cái phun nước miếng thôi Mặt con baby của mình nó phun nước miếng thì nó khác à Nhưng mà cái người ta không phải baby Người ta phun nước miếng là khác à nha Không có chơi kiểu đó <laughs> Khi mà nó lớn mà nó phun nước miếng là mình nghĩ kiểu khác Tại sao tôi mà không tôn trọng tôi mà lại làm như vậy Rồi mà tất cả những yếu tố đó là do đâu Nhận thức phân biệt mà ra chứ đâu Rồi cung bậc hạnh phúc hay khổ đau Từ đó mà có chứ đâu nữa Bạch Đức Thế Tôn Thế Tôn vừa nói vòng luân hồi Sanh tử Vô thủy vô chung Sao lại nói đến vòng luân hồi Sanh tử chấm dứt Này các thầy Các thầy nên biết Vòng sanh tử luân hồi Vốn không thật có Nếu mà nó có là Đức Như Lai Không có ra được đâu Chỉ là vọng tưởng ảo ảnh Do ý thức phân biệt Mà tạo ra cái vòng luân hồi đó Cho nên quý vị đừng có sợ Thế nên Khi mà diệt tận được Ý thức phân biệt Thì ảo ảnh về vòng sinh tử Luân hồi không còn ảo ảnh là vật Không thật Có là vật không thật Có thì làm gì Có thủy và có chung nó không có nó không có thật có thì nó làm gì có bắt đầu mà kết thúc. Không có bắt đầu thì không kết thúc. Mà nó không thật có thì làm gì nó có bắt đầu và có kết thúc. Và chính vì nó không thật có cho nên nó là giả có. Thế thì nó giả có có nghĩa là khi nào mà mình chấp nó là có thì mình là có. Khi mà mình không chấp nó là có nữa thì nó là không có. Giống như thế là lời nói vậy thôi một cái lời khen mà mình chấp nó có thì nó sẽ là có trong lòng mình á còn nếu mà mình nói nó không có thì nó bay mất tiêu một cái niềm hiềm giận cũng tương tự như vậy có hay không móng khởi hay không trong lòng của mình rồi ngày tháng thì nó cũng hết thôi vậy thì từ cái có nó trở thành cái không rồi từ cái không đó mình đang vui vẻ rồi đó nó không có giận nó có tự nhiên nó tới cái nó đứng trước mặt mình nó chửi một trận nữa vậy thì từ cái không trở thành cái cái có Vậy có hay không? Có, ông nó chửi thiệt mà giữ giận giận thiệt mà thì có. Có nhưng mà ít bữa nó đây nó làm lành, nó mua kẹo tới nó mua bánh tới nó mua giày, mua dép tới nó cho. Cái tự nhiên cái mình cũng thân 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 trở lại. Rồi bây giờ hỏi, thương chưa? Thương. Vậy có giận hay không? Hết rồi. Vậy thì có hay không? Không. Vậy thì không thì có, có hay không? Chẳng qua là phân biệt đối xử nhận thức thôi có gì đâu Lúc đó thì thương Thương ấy là thương Ở xa ngàn trùng Lặng lội Đi rước nó về Nào là hoa bưởi hoa chanh Nào câu quan họ mái đình cây đa Xin đừng bắt trước câu ca đi về Dối mẹ để mà yêu nhau à, Dối hết trơn để mà tới cho gần Tới cho gần cho đã rồi á Thì bây giờ là không muốn gần nữa Tại thấy cái đứa kia nó ngon hơn Cho nên là muốn đẩy nó đi để rước đứa khác như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy đó có mà không nó nó rất là mơ hồ mà lúc thương á thì dành hết cho nó mà lúc đã ghét rồi á thì chia trời ơi chia từng ly từng tí chia cái nhỏ nhất cũng chia bạch đức thế tôn thầy phú lâu na mãn từ tử hỏi vô minh là yếu tố đầu tiên trong 12 nhân duyên. Vậy do đâu mà có vô minh? Này phú lâu na mãn từ tử, vô minh nó không có gốc. Không do nhân duyên sanh. Tánh giác chân tâm lúc nào cũng thanh tịnh sáng suốt, thấy biết tất cả mà không có cái ý thức phân biệt. Đó là tánh giác. Lúc nào mà cái ý thức phân biệt cái này cái kia nó, nó lắng động thì lúc nó tánh giác nó hiện hữu. tánh giác không thể sanh vô minh trong tánh giác thanh tịnh sáng suốt đó bỗng vọng sanh cái thấy biết phân biệt năng sở tức là có chủ thể và có đối tượng tức là về năng và sở ta và người ta và cái kia cho nên yếu tố chủ thể và đối tượng do yếu tố của vọng thức phân biệt mà sanh ra cái thấy biết phân biệt đó đó chính là yếu tố vô minh nhưng vô minh không có gốc cho nên vô minh thật tánh tức phật tánh huyễn hóa không thân tức pháp thân cho nên là phiền não tức bồ đề làm sao mà hiểu được cái đây trời hả làm sao mà hiểu được cái phiền não tức bồ đề phiền não là phiền não chứ sao phiền não tức bồ đề mình thì do yếu tố phân biệt chấp nhất cho nên là mình cho rằng phiền não phải là phiền não thôi phiền não không thể thành bồ đề được nhưng mà nghiệt có một nỗi đó là bùng mà mà là bùng chứ không thể là thành hoa sen được nhưng mà thiếu bùng thì hoa sen không có như đây hiểu được chưa nếu mà không có chúng sanh thì lấy cái gì để mà tác tạo công đức lấy cái gì mà từ bỏ được sang tham lấy cái gì mà gọi là vô sân nếu mà không có đứa nó chọc mình thì lấy sao mà sân Vậy thì muốn biết vô sân hay không Phải có đứa nó chọc cái đã chứ Hả Nếu mà biết là có tham hay không Là phải đưa tiền trước mặt mình Triệu hai triệu đô Rồi lúc nó biết tham hay không biết rồi Đôi khi một trăm nó không lấy Mà ngàn nó lấy Thế tham hay không Tùy à Một đồng nó không lượm Nhưng mà ngàn đồng Một giỏ tiền Chà bỏ mà đi là kỳ lắm à ngang Phải <laughs> <laughs> chưa Cho nên là rõ ràng cung bậc Nhưng mà đã, đã gọi là tham rồi đó thì là đâu có phải là tham bao nhiêu mới gọi là tham người ta không cho thì không được lấy từ cây kim ngọn cỏ mà chứ đâu có phải là ít mà không tham nhiều mới tham có chuyện mà ít nhiều là cái chuyện nó tính sau còn cái chuyện mà tham là tham cho nên cái này là ghê gớm lắm á nhưng mà đơn giản đâu cho nên là hiểu được tới đây rồi đó thì chúng ta mới thấy được là trong cái cái thế giới nhiễm ô phiền trượt này hàng bồ tát đi vào trong đó thảnh thơi như không vướng víu chút nào hết còn mình đi tới đâu là vướng tới đó mình sợ mình mình đủ thứ chuyện hết đủ thứ cái khổ nó đoan vây hết cái thấy biết có phân biệt đó là vô minh vô minh đã vọng sanh nên không có thật có thì làm gì nó có gốc vô minh vốn là vọng cho nên tất cả những cái thấy biết do vô minh phát sinh đều là vọng tưởng là mê lầm là không có thật và cho nên nó không có thật đó cho nên là mới tu thành Phật được. Còn nếu mà vô minh nó mà thật và đã dính vô vô minh là nó có cái, cái 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 ngã của vô minh. Nó có cái tự thể của vô minh thì vô minh không thể chuyển được. Mà nếu vô minh chuyển được thì có nghĩa là vô minh cũng vô thường luôn cho nên mới chuyển cái vô minh đó, cho nên mà một đứa nó ngu thì nó học biết nó, nó cũng biết, nó dạy thì dạy nó hoài thì nó cũng sáng ra, phải không? ban đầu thì nó dốt, nó không biết gì hết, nhưng mà dạy cho nó hoài thì ờ ừ, nó biết, nó biết từ 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 từ. cho nên rõ ràng là vô minh không có thật tánh, không có cái tánh của vô minh. mà nếu vô minh không có thật tánh thì rõ ràng rằng nó có nhưng có, lúc nó có lúc nó không. Ví dụ như giảng đường lọc vọng mẫu này, chúng sanh dùng ý thức phân biệt nương theo nhận thức của sáu căn cho rằng giảng đường này nó là thật có. Bậc thánh nhân dùng cái tuệ nhãn nhìn giảng đường này chỉ thấy đất, nước, gió, lửa hòa hợp dung thông với nhau mà có mà thôi. Nếu dùng Phật nhãn mà nhìn thì chỉ thấy toàn là tánh giác vì đất, nước, lửa, gió đều đồng một chân thể, đồng một chân tánh, tất cả đều tịch tịnh, tất cả đều sáng suốt hết. Nhìn người này mình thấy người này đẹp, nhìn người kia mình thấy người kia xấu, nhìn người này mình thấy người này đàn ông, mình thấy người kia đàn bà, thấy người này già, thấy người khác trẻ. Nhưng mà đứa nào cũng đất nước gió lửa hết trơn á. Nhưng mà làm sao mà chúng ta nhìn đây mà chúng ta nói đất nước gió lửa được? vậy mà mình nhìn bằng cái gì? mình nhìn với cái chân tánh hay là mình nhìn với cái chúng sanh tánh? à, mình nhìn với cái sự phân biệt của mình hay là mình nhìn với cái yếu tố rốt ráo không có phân biệt? mình nhìn là mình thấy phân biệt, nhìn là mình bỏ vô thương không thương, yêu không yêu, thích không thích, đẹp xấu, trai gái, Hả? người cao người thấp, người trẻ người già, Đúng không mình nhìn vô, nội cái nhìn của mình không là đem theo cả một bầu trời nó tới Chứ nó chưa từng là cái nhìn là cái nhìn Nó chưa từng là nhìn là chỉ để nhìn Thấy là chỉ để thấy Nghe là chỉ để nghe Không có Cho nên tất cả mọi thứ nó nó đều đon vay hết Nó bủa vay hết Cho nên chúng ta không nhìn với Phật nhãn được Tại vì mình đâu có cái nhãn của Phật đâu mà nhìn với yếu tố Phật nhãn Thế thì chúng ta tạm thời dừng lại đây quý vị Bài này tương đối là cao siêu. Cho nên quý vị từ hồi nãy giờ chúng ta thấy đó sự thể hiện trên nét mặt của quý vị là biết là là quý vị có vô hay không vô rồi. Thế thì chứng tỏ rằng mình về mình phải thực tập phải có một cái khả năng thâm nhập nhiều hơn nữa thì chúng ta mới có thể thấy được làm sao mà thấy được vô minh thật tánh tức là Phật tánh. Phải thấy được cái tánh vô minh đó là rỗng lặng. Nó không có thật nó không có thật cho nên là nó mới mới có thể hoán chuyển được chứ nếu mà nó là thật thì nó không hoán chuyển được cầu mong cho quý vị ở đâu chỗ nào làm việc gì tương tác với ai cũng đều an lành và thảnh thơi hết kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe a di đà phật nguyện đem công đức này hướng về không cảm đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo